Chào mọi người, ngày hôm nay thì bên em về hàng OLED 65 inch của LG 2021 65C1 PTB. Đây là một trong những mẫu OLED của LG có đầy đủ các tính năng cao cấp, cấu hình khủng và giá thành rất là tốt trong thời điểm hiện tại. Thì em sẽ có clip review đánh giá cũng như cập nhật giá thành của cái mẫu 65 inch này để mọi người xem và tham khảo. Đấy, 65 OLED trong 2021 này, 65C1 PTB các bạn nhé. Chào các bạn, ngày hôm nay thì bên em về hàng 65 inch 65 OLED của LG phiên bản 65C1 PTB của 2021. Em đã quay giới thiệu với các bác cái mã hàng với kích cỡ phiên bản 55 inch rồi. Và ngày hôm nay đó là cái phiên bản 65 inch Smart TV OLED 4K 65 inch 65C1 PTB thì được thiết kế với đường nét tinh tế mỏng đến không ngờ, cùng viền màu đen mạnh mẽ mang lại cho không gian bố trí thêm phần sang trọng và đẹp mắt. Con 65 inch OLED này thì thích hợp bố trí cho các phòng không gian có diện tích rộng như phòng khách, phòng hội nghị và phòng ngủ lớn. Giá thành tại Ecomart đang bán sau khi trừ hết quà thì còn về là 43.490.000. Em quay một đoạn demo để các bác cùng xem về cái độ sâu cũng như là cái hình ảnh trên cái màn của con C1 PTB này. Sở hữu cái tần số quét 120Hz nên những cái khung hình chuyển động nhanh nó xử lý rất là mượt mà, không có độ lag trễ như các dòng TV thấp hơn như trên con A1. Con này so với cả 65CX PTB của 2020 thì nó vượt trội hơn khá là nhiều bởi sở hữu cái hệ hoành webOS 6.0, có thêm cả Magic Remote mới. Cái giao diện của webOS 6.0 này thì sẽ giúp cái quá trình các bác trải nghiệm thiết lập cũng như là lựa chọn ứng dụng hay là các tính năng của TV thì cũng rất là dễ dàng và đơn giản. Mã hàng C1 PTB của 2021 thì sẽ có một số các đặc điểm thông số kỹ thuật như sau. 65C1 PTB có với chiều dài là 144.9 cm, chiều cao là 86.2 và cái chiều rộng của chân đế từ trái qua phải là 95 cm. Tích hợp đầy đủ các cái cổng âm thanh như cổng xuất âm thanh 3.5 này, có cổng có đến 4 cổng HDMI, 2 cổng USB, có cả cổng optical và cổng xuất âm thanh ERC HDMI 2. Con này thì sẽ khác biệt hơn so với cả cái dòng TV của 2020, đó là nó sử dụng hệ điều hành webOS 6.0 có Magic Remote mới. 65C1 PTB thì còn có được trang bị cái bộ xử lý AI 4K Alpha 9 thế hệ thứ 4 với khả năng sử dụng thuật toán học sâu để phân tích và tối ưu hóa nội dung. Vì vậy mà mọi điều chỉnh của các bác từ hình ảnh cho đến âm thanh thì nó đều là tự động hết, nên là giúp các bác có trải nghiệm xem mọi thứ trên TV trở nên hoàn hảo. Tích hợp cả công nghệ CMHDR thì giúp các bác có thể xem được những nội dung trên TV với chất lượng như các bác nhìn này, vô cùng sắc nét, độ chụp thực màu sắc đạt đến 100%. Cái công nghệ Dolby Vision IQ thì nó sẽ tự động điều chỉnh nội dung hình ảnh theo môi trường, nên là các bác xem thì tất cả mọi thứ đều là tự động hết. Nó sẽ dựa theo nội dung của TV mang cho các bác trải nghiệm ấn tượng. Thiết kế rất là đẹp và sang trọng các bác nhé. Đấy thì giá thành là 43.490, bán tại Ecomart bên em giao lắp miễn phí tại khu vực thành phố Hà Nội. Và các bác trên toàn quốc thì sẽ vận chuyển qua các đơn vị vận chuyển thứ ba như Viettel Post hay là Nhất Tín. Cảm ơn các bác.